Video clip này các bạn sẽ thấy tôi test âm thanh của tổng một bộ karaoke này có giá chỉ 15.500.000 đồng thôi. Chi tiết đang hiển thị trên màn hình, các bạn có thể mua rời hoặc mua cả bộ. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Trước đây mua sắm một dàn máy karaoke hàng hiệu chắc chắn rất nhiều người cần phải đong đo, cần phải suy tính, cần phải cân nhắc rất nhiều. Bởi vì những thiết bị hàng hiệu thường khá đắt đỏ, nhưng chất lượng âm thanh của nó thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Nhưng các bạn thấy chưa bao giờ việc mua sắm một dàn máy karaoke hàng hiệu lại dễ dàng như bây giờ, đặc biệt là những thiết bị hàng hiệu. Chương trình video clip hôm nay tôi sẽ ghép giới thiệu cho các bạn một trong những bộ karaoke tiêu chuẩn. Tổng tất cả các sản phẩm chỉ có mức giá chỉ 15.500.000 đồng. Tức là cả dàn máy trước mắt các bạn ấy có mức giá chỉ 15.500.000 đồng. Tất cả đều là những hàng hiệu. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để cập nhật những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio hay gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là một dàn máy karaoke tiêu chuẩn hàng hiệu. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng tiến lên phía trước, chúng ta sẽ quan sát. Nếu như nói về loa nằm ở Việt Nam chúng ta thì người ta sẽ nhắc ngay đến cái tên BMB. Bởi đây là một trong những dòng loa thương hiệu Nhật Bản đã trở nên danh giá, đã trở nên nổi tiếng khắp ở các quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Thì các bạn đang nhìn thấy đây là mẫu loa nằm BMB850C Line New. Các bạn nhìn thấy thấp thoáng ở phía sau cái cánh lưới, đó chính là tem BMB chống hàng giả. Tem này thì các bạn biết rồi, nếu như chỉ cần bóc ra là nó sẽ vỡ, sẽ rách. Đây là cặp BMB80C Line New. Đây là một trong những dòng hàng hiệu các bạn nhé. Tức là những cái sản phẩm như thế này rất là xịn sò, nó là Line New, nghĩa là nó gần như mới. Và đây là một trong những mẫu loa phổ thông, có thể gọi là mẫu loa BMB850C là mẫu loa quốc dân ấy, của BMB ấy. Nó rất là rẻ. Mức giá của cặp loa này chỉ 4.500.000 đồng một cặp, với tình trạng tinh tươm như các bạn nhìn thấy. Và nó sử dụng một bát 25, hai loa mid, hai loa chép, trở kháng 8 ohm, công suất cực đại là 500 W một quả. Như vậy là quá khủng để các bạn có thể đánh ở rất nhiều các không gian rộng khác nhau. Đấy, các bạn thấy rất là rõ. Tình trạng rất là cáu cạnh. Giá chỉ 4.500.000 đồng cho cặp loa này. Và tất cả đều là hàng bãi xịn, không zin, không xịn, không lấy tiền anh em. Và cái mức giá tôi báo 4.500.000 đồng, không mặc cả, không trả giá, không gồm cơ vận chuyển, mức giá gạn đục khơi trong. Bởi vì BMW là một trong mẫu loa hay, nhưng lợi nhuận nhiều khi chỉ là 100-200.000 đồng thôi. Rất nhiều thợ người ta đã bỏ, người ta không bán. Nhưng với tôi đây là mẫu loa hay, vẫn giới thiệu anh em. Đặc biệt là được đánh bằng sò sắt. Thì các bạn nhìn vào đây, đây là con đẩy Crown bãi Mỹ. Đó là con đẩy Crown LPS1500. Nó sử dụng sò sắt cho nên nó đánh rất là uy lực. Các bạn nhớ BMB đánh bằng sò than thì rất là êm, nhưng đánh bằng sò sắt thì bát nó đánh rất là khủng khiếp. Tiếng nó thiên về giải trầm, trầm ấm lắm. Và con đẩy bãi Crown LPS1500 này là bãi Mỹ, có khả năng tự động thích ứng từ 4 đến 16 ohm với các dòng loa. Và đặc biệt là nó có khả năng thích ứng với các nguồn điện từ 100V đến 240V. Các bạn cứ cắm vào nguồn điện thôi, nó sẽ tự động chuyển nguồn. Con đẩy này là đẩy bãi có giá chỉ 5.500.000 đồng. Đánh loa full hay đánh BMB đều được. Ở giữa các bạn nhìn thấy đó là con siêu vang cơ. Đó là vang CAVS-K3000, có 5 chế độ chống hú chống rít. Con vang này là con vang cơ hay nhất trên thị trường hiện nay. Con vang mới tinh này là CAVS-K3000, có giá chỉ 2.500.000 đồng. Ở trên cùng các bạn nhìn thấy đó là bộ mic không dây CAVS mặt gương bóng. Đó là mic CAVS-A5, một đầu thu hai tay mic mới tinh có giá 3 triệu đồng. Các bạn nhớ những dòng mic A5 này là nâng cấp từ phiên bản T4S tôi bán trước đây. Mặt gương cực kỳ sang xịn mịn. Và các bạn nhìn thấy các thông số hiển thị rất là sang trọng và hiện đại. Tay mic của nó đây này, một đầu thu và hai tay mic. Thì bộ mic này có giá chỉ 3 triệu đồng thôi. Các bạn thấy giọng hát tôi nó luôn luôn sáng, tròn và sắc nét. Đó là một phần nhờ do phối ghép, nhưng một phần do sử dụng bộ mic CAVS A5 này. Còn nếu như các bạn có thêm điều kiện một chút, dư giả một chút, thì có thể nghĩ đến con súp này. Đó là súp DB Acoustic 12C. Các bạn cứ gọi tôi và nói rằng đó là súp C, xin lỗi các bạn, là súp DB 12C bát 30 mới tinh đập thùng. Đấy, giá 6 triệu đồng. Đấy. Tất cả các sản phẩm tôi báo giá sẽ không mặc cả, không trả giá và không gồm cước vận chuyển, về mức giá rất là cạnh tranh, gạn đục khơi trong.
Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là một trong những dàn máy karaoke tiêu chuẩn quốc dân. Tổng bộ này này, không có loa súp nhé. Cả bộ này giá 15.500.000 đồng. Và tôi sẽ test không dùng súp ở video thứ nhất, để các bạn cùng nghe, cùng thẩm âm, cùng đánh giá về cái mặt chất lượng âm thanh. Các bạn nhớ BMB850C Line New này giá chỉ 4.500.000 đồng thôi. Đánh bằng đẩy nào cũng được, nhưng đánh bằng đẩy Crown thì chắc chắn là một trong những phương án tối ưu mà rất nhiều người yêu thích. Tại sao người ta yêu thích? Bởi vì là đánh bằng cái dòng sò sắt ấy thì thường thường nó cho ra bát ra đánh rất là dữ dội, như là có loa siêu trầm. Còn đánh bằng cái dòng đẩy có sò than thì tiếng rất là êm mượt và hát nó rất là nịnh tai. Bây giờ thì tôi sẽ hát thử để các bạn thấy là các bạn có thể liệu cơm gắp mắm, có thể mua từng thiết bị hoặc có thể mua cả bộ như thế này. Anh hỏi một câu, khi trong đêm dài vọng về tiếng xu, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời? Đầu đường chia phôi, anh không nói gì nên phong kín lời lứa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em.